Cô chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Studio, kênh giải trí giáo dục dành cho thiếu nhi. Trong video kể chuyện ngày hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện rất hay có tên là Alibaba và 40 tên cướp. Nào, bây giờ chúng ta cùng chăm chú lắng nghe cô đọc truyện nhé. Câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Ngày xưa, ở đất nước Ả Rập xa xôi có hai người anh em. Người anh tên là Kasim, người em tên là Alibaba. Người anh Kasim chiếm đoạt hết tài sản do cha mẹ để lại, đồng thời lại lấy được vợ giàu sang, nên có một đời sống dư giả, sung túc. Trái lại, Alibaba vì không muốn tranh đoạt gia tài với người anh ruột, lại lấy phải cô vợ nghèo nên đời sống khá chật vật, chỉ đủ ăn qua ngày. Hàng ngày, Alibaba phải lên rừng đốn củi đem về bán để kiếm sống. Hôm ấy, như thường lệ, Alibaba lên rừng đi lấy củi. Xong việc, chàng chất củi vào hai túi bên hông con lừa. Đang định lên đường về nhà, Alibaba bỗng nhìn thấy cát bụi mịt mù từ đằng xa và tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một gần. Alibaba hoảng hốt liền trốn vào một bụi cây. Một nhóm gồm 40 tên cướp phi ngựa tới gần đó và dừng lại. Người đi đầu có lẽ là tên thủ lĩnh đứng tới trước phiến đá và hét lên: "Vừng ơi, mở ra!" Lạ lùng thay, tảng đá tự động mở ra và bên trong sâu hun hút tựa là một chiếc hang động. Bọn cướp mang những chiếc hòm lớn đi vào phía trong hang. Một lúc sau, chúng ra khỏi hang. Trước khi đi, tên thủ lĩnh lại hô lớn: "Vừng ơi, đóng lại!" Lập tức, cánh cửa đóng lại. Và bây giờ, trong tảng đá khổng lồ lại giống như một hòn núi khi nãy, không có gì đáng chú ý cả. Đoàn người sau đó lên ngựa, cát bụi lại bay mù mịt khắp trời, pha lẫn tiếng vó câu vang rền. Chờ cho bọn cướp đi hết, Alibaba tiến lại phía trước tảng đá và nói: "Vừng ơi, mở ra!" Lập tức, cánh cửa được mở ra. Chàng nhìn rõ bên trong là một hang động. Alibaba đi vào trong hang thì thấy bên trong là cả một kho báu với rất nhiều kim cương, vàng bạc châu báu lấp lánh nằm la liệt trên mặt đất. Alibaba liền lấy một túi vàng mang về nhà. Xong xuôi, chàng liền dùng câu thần chú nghe được để đóng cửa hang cẩn thận như không có gì xảy ra. Về đến nhà, Alibaba đóng kín cửa ngõ trước sau, rồi bắt đầu đem chiến lợi phẩm ra khoe với vợ. Vợ chàng kinh hãi, tưởng chàng trộm cướp của nhà giàu đem về nên tỏ vẻ không bằng lòng. Alibaba đành kể lại chuyện gặp bọn cướp và kho báu cho vợ nghe. Vợ chàng mới yên lòng. Hôm sau, Alibaba liền sang nhà người anh Kasim để mượn cái bơ về đong chỗ tiền vàng. Kasim tự hỏi không biết em mình đong gì, vì bình thường nhà Alibaba rất nghèo, làm gì có đồ gì để đong. Vì thế hắn đã bôi một ít mật vào chiếc bơ. Alibaba không hề hay biết, nên khi nhận lại chiếc bơ, Kasim phát hiện có một đồng tiền vàng dính ở đáy bơ. Kasim liền bắt Alibaba phải nói cho mình biết về kho báu của bọn cướp. Ngay sau khi biết chuyện, với tính tham lam, Kasim liền lên đường tới ngay cái hang. Tới nơi, hắn hét lên: "Vừng ơi, mở ra!" Cửa hang mở ra làm hắn vô cùng mừng rỡ. Bên trong có biết bao nhiêu là tiền vàng, làm Kasim lóa mắt. Hắn vơ vội những bao tiền vàng. Ra đến cửa hang, Kasim không tài nào nhớ ra được câu thần chú để mở cửa. Khi phát hiện ra Kasim trong hang của mình, bọn cướp rất tức giận. Chúng đã chặt Kasim ra làm nhiều khúc.
Ở nhà đợi mãi mà không thấy Kasim trở về, Alibaba đoán ngay có chuyện chẳng lành. Alibaba tới chiếc hang để mang xác người anh trở về. Alibaba đã nhờ một người thợ may trong làng khâu xác anh lại để làm tang lễ. Khi bọn cướp trở lại hang, chúng đã rất tức giận khi không thấy cái xác của Kasim đâu. Tên tướng cướp nói: "Chắc chắn đã có người đến đây. Chúng ta phải tìm ra hắn là ai và giết chết hắn." Một trong những tên tướng cướp quen biết người thợ may. Tên tướng cướp đã trả cho người thợ may rất nhiều tiền để ông ta chỉ cho hắn biết nhà của Alibaba. Hắn đã đánh dấu bằng cách viết chữ ức lên cánh cửa nhà Alibaba. Người hầu gái của Kasim thấy tên tướng cướp đánh dấu ích đó trên cửa và để bảo vệ ông chủ mới của mình là Alibaba. Cô đã đánh dấu ích lên tất cả những cánh cửa của những ngôi nhà gần đó. Đêm hôm đó, những tên tướng cướp tìm đến để giết Alibaba, nhưng chúng chẳng biết nhà nào để mà vào cả, vì trên tất cả các ngôi nhà ở xung quanh đều có dấu ích trên cánh cửa. Sau đó, tên tướng cướp đã đóng giả là một người bán dầu. Alibaba đã gặp người bán dầu và mời ông ta ăn tối. Tên tướng cướp đã mua 40 con lừa với 40 chiếc thùng đựng dầu. Nhưng trong mỗi chiếc thùng không đựng dầu mà chúng đựng những tên cướp. Khi cô hổ gái tới định mở một chiếc thùng để lấy dầu và nghe thấy trong thùng phát ra tiếng hỏi: "Tới giờ rồi à?" Giả giọng tên tướng cướp, cô gái đã trả lời rằng: "Chưa, chưa phải bây giờ." Cô liền kiểm tra một chiếc thùng khác và nhận ra ông chủ và gia đình của ông đang gặp nguy hiểm lớn. Cô gái nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Cô đem dầu đun sôi lên và rót vào những chiếc thùng, làm cho những tên cướp ở trong thùng đều chết hết. Khi Alibaba ăn tối với tên tướng cướp, người hầu gái bảo hãy để cho cô nhảy cho họ xem. Cô gái giấu con dao trong mạng trên mặt và khi nhảy gần chỗ tên tướng cướp, cô gái đã dùng con dao găm đó đâm chết tên tướng cướp. Alibaba rất lo sợ, nhưng khi cô hầu gái chỉ cho Alibaba thấy xác những tên cướp kia, Alibaba mới nhận ra là chính cô đã cứu sống cả gia đình anh. Từ đó về sau, Alibaba cùng vợ và cô hầu gái sống một cuộc sống hạnh phúc. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã chăm chú lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trên kênh Hoàng Gia Studio nhé. Tạm biệt các con. Bye bye.